Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2, cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co. Ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 12, 2017. Và trước khi mà gửi đến cho quý vị bản tin thời tiết của ngày hôm nay, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay đã bắt đầu có những cái hạt tuyết rất là nhẹ, và Linh sẽ là tuyết đầu tiên đến với thủ đô Washington. Sáng ngày hôm nay, bầu trời tại thủ đô Washington có rất là nhiều mây, đang có những cái hạt tuyết nhẹ, lạnh. 37 độ là nhiệt độ hiện tại, với gió Tây Bắc thổi cho tới 9 hoặc là 10 dặm một giờ. Vào buổi trưa thì bắt đầu, thưa quý vị, vẫn những áng mây vẫn rất là nhiều, và tuyết có thể bắt đầu rơi nhiều, bắt đầu từ vào buổi trưa cho tới 4-5 giờ chiều ngày hôm nay. Và hiện nay dự đoán cho Virginia thì có thể từ 2 cho tới 4 inch tuyết. Riêng cho quý vị thính giả ở phía nam của bên Maryland thì dự đoán có thể có từ 4 cho tới 8 inch tuyết. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ có 36 độ mà thôi, rất là lạnh, buổi tối thì còn quá lạnh, 26 độ. Và dự đoán thời tiết cho ngày mai, ngày Chủ nhật, mặc dù là trời nắng trong sáng nhưng mà nhiệt độ vẫn lạnh, cao nhất cho ngày mai chỉ có 42 độ, vào buổi tối 23 độ. Và cơn tuyết này có thể trở lại vùng thủ đô vào ngày thứ Ba của tuần tới. Và hiện nay thì Lê Ngọc đang thấy là nhiệt độ cho những ngày trong tuần tới vẫn rất là lạnh, cao nhất cũng chỉ ở khoảng từ 42 cho tới 43 độ. Tuyết trở lại ngày thứ Ba và có thể trở lại ngày thứ Năm, và nhiệt độ sẽ rất là lạnh cho những ngày trong tuần tới. Và sau phần tin thời tiết thì Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua phần tin giao thông của ngày thứ Bảy. Hiện nay thì lưu lượng giao thông rất là nhẹ nhàng, không có nhiều, nhưng vẫn có những cái trở ngại, đặc biệt là ở bên DC, ở đường N của Northwest về hướng Tây, giữa đường 19 và đường 20 của Northwest, thì những con đường này đều bị đóng lại vì một hệ thống gas đang bị bể ở tại đây. Và bên Maryland thì ở Rockview Pike, một hệ thống ống nước cũng bị hư ở ngay khúc đường của Rockview Pike với lại Maryland 355. Rồi North George Mason Drive của Virginia thì bị đóng ở ngay khúc đường giữa George Mason và đường Colling Spring vì vấn đề sửa đường. Thành thử là quý vị thính giả, nếu mà ngày hôm nay không phải đi ra ngoài đường thì đừng nên đi, vì thời tiết không có tốt trong ngày hôm nay. Vừa đang có mưa, vừa có những cái hạt tuyết nhẹ, và những cái hạt tuyết nhẹ này sẽ trở thành nhiều hơn bắt đầu vào buổi trưa cho tới chiều tối của ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị thính giả một ngày thứ Bảy thật là bình an và vui với những người thân trong gia đình. Vâng, và mở đầu cho phần tin ngày hôm nay, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị về tình hình của cái cơn cháy tại California. Thì các đội lính cứu hỏa từ ngày hôm qua, ngày thứ Sáu, đã được ào ạt huy động để mà đối phó với những đám cháy rừng đang lan rộng ở vùng phía nam của California từ 5 ngày nay, vốn đã phá hủy ít nhất 500 kiến trúc đủ loại. Với gió mạnh, dự trù sẽ còn cản trở nỗ lực dập lửa cho đến cuối tuần. Và Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ Sáu hôm qua, ông đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp ở California, cho phép cơ quan điều hành thiên tai, tức là FEMA, và Bộ Nội an phối hợp trong nỗ lực để mà cứu nạn. Và tin từ hãng thông tấn Reuters cũng cho biết là ít nhất 200.000 người dân của California đã bị buộc phải rời khỏi nhà, đi lánh nạn, trong lúc hơn 5.700 lính cứu hỏa phải chiến đấu để mà ngăn chặn 6 đám cháy lớn
và một số đám cháy nhỏ hơn bùng ra từ ngày đầu tuần của tuần này, từ ngày hôm thứ Hai. Và các đám cháy này đã kéo dài từ khu vực của San Diego lên tới Santa Barbara dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa các khu nhà dân với trị giá lên tới hàng tỷ Mỹ Kim. Và Sở Khí tượng Quốc gia NWS từ ngày hôm thứ Sáu đã tiên đoán là thời tiết sẽ tiếp tục dễ gây cháy rừng vô cùng nguy hiểm vì gió mạnh lên tới 50 dặm một giờ cho tới ngày Chủ nhật. Do đó, gió Santa Ana thổi từ các vùng sa mạc của California. Riêng cơ quan CAL FOI của tiểu bang California cho hay 200.000 người đã phải di tản, chừng 86.000 căn nhà đang bị đe dọa trong ba đám cháy lớn ở vùng Ventura và Los Angeles, theo công ty CoreLogic vừa mới thông báo. Về công ty này là một công ty chuyên nghiên cứu sự rủi ro, có trụ sở đặt ngay tại New Jersey, ước tính trị giá sự thiệt hại có thể lên tới gần 28 tỷ Mỹ Kim. Học khu của Los Angeles, đây là một học khu lớn thứ nhì ở Mỹ, với hơn 640.000 học sinh, phải đóng hơn 1/4 số trường học trong tổng số gần 1.100 trường hôm thứ Sáu, là ngày thứ nhì liên tiếp. Riêng đại học của UC Santa Barbara cũng phải đóng cửa ngày hôm nay. Và đám cháy lớn nhất có tên là Thomas Fire đã thiêu rụi 132.000 acre và thiêu rụi 439 căn nhà đủ loại ở vùng của phía tây bắc Los Angeles. Khoảng 180 dặm về phía nam, một đám cháy khác có cái tên là Lilac Fire đã tăng từ 10 acre lên tới 4.100 acre chỉ trong vài giờ từ ngày hôm thứ Năm, khiến cho thống đốc của tiểu bang California, ông Jerry Brown, phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho quận San Diego. Và Lê Ngọc rất là mong là tất cả quý vị thính giả của NVR ở San Diego hay là ở những miền nam của California đang bị ảnh hưởng bởi cơn cháy này được bình an. Liên quan đến tình hình thế giới, thì sau khi mà Tổng thống Donald Trump, ông đã lên tiếng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, thì sự việc, thưa quý vị, có đến hàng chục ngàn người Palestine đã ra biểu tình, nhưng mà đặc biệt trong sớm ngày hôm nay, thì Israel đã tấn công dải Gaza và đang đặt Trung Đông trên miệng hố của chiến tranh. Israel đã dội bom bắt đầu cuộc tấn công vào dải Gaza, khiến hàng chục người bị thương sau khi mà Palestine đã bắn tên lửa. Và cái tình hình này giữa Palestine và Israel đang đẩy Trung Đông đến miệng hố của chiến tranh. Quân đội của Israel đã cho biết là máy bay của không quân của Israel đã tấn công các cơ sở quân sự của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở dải Gaza vào đêm ngày hôm qua nhằm đáp trả những vụ tấn công bằng rocket vào Israel. Hành động của Gaza được xem đây là một hành động trả đũa quyết liệt với quyết định của Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem ở thủ đô của Israel. Máy bay của không quân Israel đã tấn công một khu huấn luyện và một kho đạn của Hamas ở dải Gaza. Trong khi đó, thì các viên chức an ninh của Gaza đã nói rằng những mục tiêu này nằm ở phía bắc của dải Gaza. Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza cũng nói rằng đã có 14 người đang bị thương. Riêng quân đội của Israel thì trước đó lên tiếng, hệ thống phòng thủ chống tên lửa vòm sắt của Israel đã bắn chặn một quả rocket được bắn từ dải Gaza. Sau đó thì lực lượng này đã phát hiện một vụ phóng tên lửa thứ hai, nhưng đến nay thì chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy là quả tên lửa này đã rơi vào trong lãnh thổ của Israel. Một nhóm vũ trang tự xưng là lữ đoàn Salahidin đã nhận gây ra vụ tấn công đầu tiên. Song quân đội của Israel thì lên tiếng Hamas phải chịu trách nhiệm về tất cả những vụ tấn công xuất phát từ vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát. Trong khi đó, thì nhiều cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở các nước Ả Rập và Hồi giáo để bày tỏ một cái tình đoàn kết với Palestine và phản đối rất là mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược chính sách của Mỹ về Trung Đông đã kéo dài nhiều thập kỷ qua. Bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump, thì chủ tịch của đảng Saadet Temel Karamollahoglu của Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cho biết, ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump đã cho thấy ý định cải thiện quan hệ với Do Thái Israel
Và theo ông chủ tịch đảng này, thì bước đi liên quan đến đó chính là Jerusalem mà ông vừa thực hiện là một nỗ lực để tạo ra một chương trình nghị sự mới để nhận sự ủng hộ trên một mặt trận sau khi lâm vào thế kẹt trên mặt trận khác. Và ông Sadek đã tin rằng, đã chắc chắn rằng Tổng thống Donald Trump đang muốn sử dụng ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang cho Israel, nhưng đây là một sai lầm rất lớn. Quyết định này sẽ không có lợi cho Mỹ. Trên thế giới đã gia tăng đáng kể tình cảm chống Mỹ. Chính sách đối ngoại của Mỹ dựa trên ý muốn đáp ứng lợi ích riêng của nước Mỹ. Đồng thời, Hoa Kỳ đang có một cái thái độ khinh thường đối với lợi ích của phần còn lại của thế giới. Do đó, ngày càng có nhiều người không còn tin vào nước Mỹ nữa. Nhưng xét theo mọi việc, thì Washington chưa nhận thức được rằng những hành động như vậy không khác gì tự bắn vào chân mình. Đó là lời nhận định của chủ tịch của đảng Sadek, ông Karamalagu từ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng. Và ngay cả từ châu Á, có đến hàng nghìn người ở nước châu Á biểu tình phản đối quyết định của ông Trump về vấn đề Jerusalem. Đó là những người Hồi giáo ở Indonesia, Malaysia, trong ngày hôm qua và trong ngày hôm nay đã biểu tình phản đối là Mỹ coi Jerusalem là thủ đô của Israel bên ngoài đại sứ quán của Washington. Cái số người biểu tình từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay đã tập trung bên ngoài đại sứ quán của Mỹ tại thủ đô của Kuala Lumpur, Malaysia, lên tới hàng nghìn người để phản đối việc Tổng thống Donald Trump trong ngày 6 tháng 12 vừa mới qua tuyên bố coi Jerusalem là thủ đô của Israel. Tại Indonesia, đây là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, thì con số người cũng rất nhiều. Hầu hết những người này mặc đồ trắng, tuần hành về đại sứ quán Mỹ ở Jakarta. Một số người đeo khăn quàng caro và đã vẫy cờ Palestine. Một số khác thì hô Allah Abu Kaaba là đấng tối cao vĩ đại. Và chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức tuần tra để bảo đảm an toàn cho đại sứ quán Mỹ. Và theo lời phát ngôn viên của cảnh sát Jakarta lên tiếng là họ ước tính có đến gần 1.000 người biểu tình. Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta đã khuyến cáo là công dân Mỹ nên tránh những khu vực có những người biểu tình này. Riêng lãnh sự quán Mỹ tại Surabaya là một thành phố lớn thứ hai của Indonesia cũng ngừng các dịch vụ công trong ngày hôm nay. Indonesia thì lại ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, và nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại nước này để ủng hộ Palestine. Tổng thống Indonesia Joko Widodo thì mới đây đã kêu gọi Mỹ nên cân nhắc lại quyết định. Ông đề nghị Ngoại trưởng Indonesia triệu tập yêu cầu Đại sứ Mỹ giải thích về vấn đề này. Giải pháp hai nhà nước nghĩa là tạo ra hai nhà nước Palestine và Israel độc lập. Tuy nhiên thì vấn đề lại phát sinh, đó là ranh giới giữa hai nhà nước này. Phía Palestine thì muốn nhà nước của họ bao gồm bờ Tây và Đông Jerusalem. Trong khi đó thì Israel lại muốn ranh giới bờ Tây phải dịch chuyển hơn nữa về phía Đông. Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, đặc biệt là ở khu vực Đông Jerusalem. Và các cuộc biểu tình dự kiến còn diễn ra tại Nam Á. Chính đảng Hồi giáo Jamaat Islami của Pakistan cũng tuyên bố là họ sẽ tuần hành tại một số thành phố lớn ở nước này sau các buổi cầu nguyện từ ngày hôm 8 tháng 12. Và xô xát đã xảy ra tại khu vực bờ Tây và dải Gaza, khiến cho đến hàng nghìn người Palestine đã đổ ra đường biểu tình, hô lớn Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Và tổ chức Hồi giáo Hamas đã kêu gọi người Palestine tổ chức cuộc nổi dậy mới nhắm vào Israel. Và ngay cả tình hình của nước Mỹ trong một cái cuộc họp bên cạnh những cuộc xô xát cùng với những tên lửa phóng đi từ Palestine mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, và những cuộc trấn áp trên không của Israel, thì tại một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa mới được tổ chức ngày hôm nay, thì sau khi mà Tổng thống Donald Trump công bố quyết định thừa nhận Jerusalem là thủ đô chính thức của Israel, các thành viên trong cơ quan này đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Mỹ. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Nikolai Mladenov, đã hối thúc các nhà lãnh đạo có mặt tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần có những nỗ lực cấp bách tiến bộ cho tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine.
ông Madanov đã cảnh báo là cuộc xung đột này có nguy cơ bị nhấn chìm trong vòng xoáy của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo trên toàn Trung Đông, và sau một ngày biểu tình và xung đột lên rất là cao tại Jerusalem và các vùng lãnh thổ ở Palestine, đã có ít nhất là 3 quả tên lửa được phóng đi từ dải Gaza về phía Israel. Trong đó thì có một quả đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome của Israel đánh chặn được. Và sau 2 quả tên lửa đầu tiên, phía Israel cũng đã đáp trả bằng hàng loạt không kích nhắm vào 2 căn cứ quân sự của lực lượng Hamas tại dải Gaza. Và vấn đề bạo lực vẫn còn tiếp tục leo thang thêm tại các vùng lãnh thổ Palestine và những nơi khác không đang được theo dõi chặt chẽ. Hàng chục ngàn người khác cũng đổ ra đường biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Donald Trump tại rất nhiều quốc gia Hồi giáo và Ả Rập khác, trong đó cũng còn có thấy được ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và ở Malaysia. Và qua sự kiện này, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với những nhận định từ anh Đinh Quang Anh Thái và ông Nguyễn Xuân Nghĩa để cho chúng ta biết là sức mạnh sự trỗi dậy của người Do Thái từ đâu. Khi mà bàn về cái thuật vì biển chứ, tức là cái thuật mà tác động vào dư luận của một quốc gia khác nhằm mục đích cái ảnh hưởng đến chính sách của quốc gia đó, thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa có đề cập tới một cuốn sách được xuất bản vào khoảng độ 1800 gì đó, vào khoảng thế kỷ thứ 19, tựa đề là The Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu của tác giả Maurice Joly, tạm dịch là Đối thoại dưới địa ngục giữa Machiavelli và Montesquieu. Ông Nghĩa còn cho biết là khoảng thế kỷ thứ 20 đấy, thì lúc đó là nước Nga đã dùng cuốn sách này dịch ra nhằm mục đích nói với thế giới rằng đang có một cái âm mưu của dân tộc Israel, tức là dân tộc Do Thái, nhằm thống trị thế giới này. Thì ông có bản tiếng Pháp, nhưng mà ông giới thiệu tuần trước rồi, ông hôm nay có công đặt mua cuốn sách này bằng bản tiếng Anh, và lúc nãy đang ăn cơm trưa những ngày cuối năm thì ông vội vàng, trời mưa tầm tã mà ông cũng lái xe về nhà lấy cho kịp cuốn sách này nhằm giới thiệu với quý khán giả. Cảm ơn ông Nghĩa nhiều lắm, công lao nhiều vô cùng. Và ông có thể trong mấy phút đầu tiên đó, ông nói thêm về cái cuốn này, bởi vì không biết tại sao mà mọi người cứ nghĩ rằng nó có một cái thuyết âm mưu, tức là conspiracy theory, cho rằng tất cả mọi cái chuyện trên thế giới này đều do bàn tay của người Do Thái. Tôi nghĩ trong cái chuyện ngày hôm nay chúng ta nói 2-3 thứ lận sau đó mình mới nói về cái chuyện của dân tộc Do Thái và quốc gia Israel. Tôi phân biệt 2 thứ với nhau. Đầu tiên là cái cuốn Dialogue aux Enfers, là cái cuốn mà xuất hiện năm 1856, nếu tôi nhớ không nhầm, do một ông nhà văn viết theo thể loại châm biếm nhưng mà đồng thời là một luật gia, để đả kích cái chế độ độc tài của Louis Bonaparte. Và sau đó là vì vậy đó, cái cuốn đó là ở bên Pháp, ông lần qua bên, gửi qua bên Bỉ để in, đem về Pháp, đó là cảnh sát Pháp thời cái chế độ đó là nó đã bắt được đệ nhị đế chế đó, và cuối cùng đi tìm ra tác giả là ông này. Ông bị tù, sau này ông vào tù ra khám nhiều lần và về sau ông chết ở trong tù. Người Ý hay sao, hay là người Pháp? Không, ông là người Pháp. Ông là người Pháp, ông Maurice Joly là người Pháp. Ông chết năm 1878. Cái điều nó ly kỳ đó, thứ nhất đó, người Việt Nam chúng ta nên đọc cái cuốn này và nên dịch cái cuốn này thành ra gọi là Cẩm nang của chế độ độc tài. Ông Maurice Joly tưởng tượng ra rằng là nó có cái cuộc đối thoại dưới địa ngục giữa một cái người đó là có cái chủ trương bảo vệ cái quyền lợi của chính quyền hay nhà nước vân vân gì đó bằng đủ mọi thủ đoạn hết. Ông là Machiavelli, là ông Montesquieu. Là ông Machiavelli. Mấy trăm năm sau đó thì nước Pháp cũng có một ông triết gia, đó là ông Montesquieu, thì chủ trương để xây dựng lại một cái chế độ dân chủ vân vân, để nói cho người Việt chúng ta hay là những cái hiểu được đó là thí dụ giữa một ông Mạnh Tử nói đến cái thuyết để dân vi quý vân các thứ gì đó. Thế thì trước đó mấy trăm năm thì có một ông Hàn Việt Tử, ông bảo chú mày biết cái này nó phải thế này thế kia, mà không gì, tao dùng tất cả những cái chữ nghĩa của chú mày để tao thiết lập một cái chế độ, tao bảo vệ cái chính quyền nhà nước đến nơi đến chốn. Thế thì thưa ông Hàn Phi Tử với lại ông Mạnh Tử đối thoại với nhau trong địa ngục chẳng hạn, thì cái cuốn này nó là như vậy.
Thế thì cái bước kế tiếp đó, đó sau đó, đó đó thì đế quốc Anh thời đó là một ông sa hoàng sai hai cái viên cảnh sát an ninh tình báo, đế quốc Nga, xin lỗi tôi nói nhầm, dịch một đoạn của cái cuốn này bằng của tiếng Pháp ra tiếng Nga để nói rằng là đâu đó đó là nó có một cái tổ chức, một cái hội kín của bọn Do Thái, nó dựng ra những cái mưu như này để nó thống trị cả thế giới. Đấy là một cái cuốn xuyên tạc sự thật đó như vậy, mà là còn đạo văn, ăn cắp văn. Nhân tiện thì ông Maurice Joly ông tưởng tượng ra cái đối thoại dưới địa ngục là ông lấy từ một cái chuyện của một nhà văn khác, Eugène Sue, cũng vào thế kỷ thứ 19, nhưng mà chuyện đó nó là tiểu tiết thôi. Sau đó đó thì khi mà Liên Xô lên, tức là Cộng sản lên cầm quyền đó, là dùng nguyên con cái đó, tiếp tục phổ biến cái đó, để lưu truyền, loan truyền trên thế giới nó có một cái âm mưu của người Do Thái để thống trị cả thế giới. Và Đức Quốc xã của Hitler nó lên đó là cũng dùng cái cuốn sách này. Và cuốn sách này là cái cuốn nó bắn chạy, cuốn sách tôi nói rằng là bằng tiếng Nga đó đó, và sau phiên dịch các nơi nói về âm mưu Do Thái nó bắn chạy ngang bằng với cuốn Thánh Kinh. Nó có ảnh hưởng ghê gớm lắm. Âm mưu Do Thái. Âm mưu Do Thái đó đó. Và vì vậy đó đó là dư luận, kể cả truyền thông, học giả, các thứ gì của Tây Phương đó là tiếp tục ngu xuẩn. Và nói đến cái thuyết âm mưu rằng là người Do Thái thế này thế kia. Mà không để ý rằng là Đức Quốc xã đã dùng ngay cái tài liệu đó để tuyên truyền trong cả thế giới và đưa đến một cái vụ là từ khi họ lên cầm quyền năm 1933 đến 1945 họ đã giết 6 triệu dân Do Thái. Và ngày hôm nay trở lại chuyện của chúng ta, nhiều người Việt Nam vẫn nói rằng là tại vì Henry Kissinger là một người Đức nhưng mà gốc Do Thái nhập tịch vào Mỹ, thành ra tìm cách cũng có âm mưu của Do Thái gọi là bắn đứng Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó đó là cái lý luận nông cạn. Kissinger đó là cò mồi quốc tế. Và ông ấy làm cái đó không phải để ông bảo vệ cái gọi là tổ tiên Do Thái ngày xưa của ông, mà vì nhiều cái lý do khác nhau lắm. Thì chúng ta khi suy nghĩ như vậy đây, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta coi lại. Cái thứ nhất, chúng ta không hiểu được rằng là các cái chế độ côn đồ đều dùng ngôn từ bình phong dân chủ, tất cả những cái thủ thuật đó, để chứng tỏ chúng nó có dân chủ, nhưng mà kỳ tình nó đàn áp. Thì cái đó rất là từ giữa thế kỷ 19 người ta đã nói rồi. Ông vừa mới nói chế độ côn đồ mà dùng bình phong dân chủ đó. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Thưa ông Nghĩa, có một câu nói vừa rồi của ông tôi chú ý ghê lắm. Ông bảo là người Việt Nam nào yêu nước thì nên tìm cách dịch cuốn sách này ra để cho đồng bào mình đọc. Ông có đủ hai điều kiện để có thể giúp làm cuốn sách này được. Nhất, ai cũng biết là ông là người rất có tâm đất nước Việt Nam. Và cái điều thứ hai nữa là ông giới thiệu theo việc có trách nhiệm. Thành ra không biết là tôi ràng cái điều này để đặt ông Nghĩa trước một sự kiện là ông sẽ dịch và cho xuất bản cuốn sách này được không? Quý khán thính giả có thấy rằng là vào mùa Giáng sinh đó, ông Thái ông tặng tôi một món quà mà trong đó tôi thấy nhiều gai hơn là hoa nữa. Tôi lấy thí dụ cái bản tiếng Anh này đó, chúng ta thấy rằng là cuốn sách nguyên bản đó là tiếng Pháp, người ta dịch sang tiếng Anh, một ông giáo sư cũng dịch sang tiếng Anh. Ông dịch ra nó cỡ chừng có 100 mấy trang à. Nhưng mà còn lại đó là mấy trăm trang về sau đó là phụ chú giải thích từng bước một từ đâu ra cái tư tưởng đó, áp dụng như thế nào, cái chuyện mà xuyên tạc về Do Thái ra làm sao đó, nó dày đến như này. Thành ra nếu mà chúng ta có muốn dịch sang tiếng Việt Nam không khó lắm, thì từ cái cuốn này đó đây chúng ta phải hiểu là vào cái hoàn cảnh đó bên Âu Châu họ suy nghĩ ra làm sao, những tư tưởng chủ trương này những cái thứ làm sao. Sau đó là chúng ta phải minh diễn, chúng ta phải minh diễn bằng một số những cái thí dụ. Đúng rồi, chúng ta phải có dân chủ, thành ra phải có báo chí, nhưng mà gọi là nhà nước là kiểm soát cái chuyện bông giấy của báo chí không thôi, đó là tức là anh không có giấy không in được báo. Nhiều nơi làm chuyện đó lắm. Thế nhưng mà thôi, trở lại chuyện hôm nay đó, tôi nghĩ rằng là cái đề tài của chúng ta nó nói về cái Do Thái và cứ nghĩ rằng là họ ba đầu sáu tay. Thưa ông, nhiều người nói và có thể trong Thánh Kinh cũng có nói nữa là cái đất Do Thái ngày hôm nay đó, đất của quốc gia Israel đó, là Promised Land, tức là đất mà cái miền đất hứa dành cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà cái quốc gia Do Thái đó, quốc gia Israel đó, chỉ mới thành lập năm 1948, sau 2000 năm mà dân Do Thái bị đánh tan nát về thế giới. Sau cái biến cố mà Hitler giết 6 triệu người thì thế giới bắt đầu thấy rằng có nhu cầu thành lập quốc gia Israel. Thì Israel nằm lọt thỏn trong một cái bể chung quanh toàn là người Ả Rập cả. Và họ đã qua rất nhiều trận chiến rồi.
thì ông giải áo như thế nào, sức mạnh nào khiến cho dân tộc Do Thái có thể sống sót mà mạnh được trong một cái tình huống như vậy? Nghĩ cái đó có thể, cái đó nó là một cái, thực sự nó là một cái chương trình về bối cảnh, về lâu, về dài đó đó. Họ có chủ nghĩa quốc gia, xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc. Thành như khi bây giờ chúng ta nghe nói là trong cái thế kỷ 21 và trong cái đầu năm 2000, chúng ta cứ nói đến chủ nghĩa quốc gia này thế kia đó của cái người Cộng sản Trung Hoa, dịch cái đó là chủ nghĩa dân tộc, cái đó sai. Nó là chủ nghĩa quốc gia. Nationalism nó không phải là chủ nghĩa dân tộc, nó là chủ nghĩa quốc gia. Sự khác biệt đó nằm ở chỗ nào? Tại vì quốc gia có thể có nhiều dân tộc. Lần trước chúng tôi nói là chủ nghĩa quốc gia Hoa Kỳ và tôi nói chủ nghĩa dân tộc Đại Hán. Thấy không? Thằng Tàu nó dịch cái đó chủ nghĩa dân tộc để nó nói rằng là cái đó gọi là của cái người Hán. Chúng ta phải nói gọi cái đó nó chủ nghĩa quốc gia. Thế thì chủ nghĩa quốc gia của Do Thái nó cũng liên quan đến người dân tộc Do Thái. Thế thì giờ khi chúng ta phân tích ra, kể cả báo chí đó là nhiều khi lười biếng, và trên báo chí phần lớn là lười biếng. Dịch đó đây phải nói rằng quốc gia Israel và người Do Thái, chứ không phải là nước Do Thái, hai cái nó khác nhau. Nó sắc dân Do Thái, cái đó đúng giống như sắc dân Ba Tư, nhưng mà là của quốc gia Iran. Thì sắc dân đó, Do Thái của nước Israel. Thì mọi người đều cứ nói rằng là Do Thái đó là ăn trùm thiên hạ, tất cả khuynh đảo hết tất cả các nơi trên thế giới, tất cả cái thuyết âm mưu đó chuyện gì vậy của nước Mỹ kia. Tôi nghĩ cái đó nó sai. Nước Mỹ chưa bao giờ lấy những cái quyết định có lợi cho dân tộc Do Thái và quốc gia Israel. Chưa bao giờ? Chưa bao giờ mà lại có hại cho nước Mỹ, cái đó khác nhau. Khi nào cái gì mà nó có lợi cho Israel và có lợi cho nước Mỹ thì nước Mỹ làm. Và nếu mà không có lợi cho nước Mỹ thì nước Mỹ lúc đó, Israel lúc mới thành lập đó là đi theo Liên bang Xô Viết. Và Hoa Kỳ đó là một trong những quốc gia đó, đó là chặn và tấn công Israel nặng nhất. Thành ra cái điều đó giải thích rằng không phải là... Không phải là như vậy. Không, cũng giống như bây giờ đó, 8 năm vừa rồi của Barack Obama đó là chính quyền Israel đó, đó là bị rất nhiều khó khăn với lại Đảng Dân Chủ. Bên hành pháp lẫn luật pháp, mà người ta đều biết rằng là đa số những người Mỹ gốc Do Thái đó, đó mà châm tiền ủng hộ đảng thì đó là Đảng Dân Chủ chứ không phải Đảng Cộng Hòa. Thành ra không phải rằng là người Do Thái đó, đó là xúi dục chính quyền Mỹ lấy những cái quyết định có lợi cho nước Israel mà nó có hại cho nước Mỹ. Tôi hỏi ngay là nhưng mà tại sao nó có một vấn đề là trong tất cả các cuộc bầu cử tổng thống hoặc là các chức vụ nghị sĩ liên bang, dân biểu liên bang vân vân đó, thì không một ứng cử viên nào muốn đụng tới Do Thái hay là quốc gia có Israel. Chứ đụng mà đụng một cách để mà có đụng thể... nhiều lắm. Barack Obama là người đụng nặng với lại ông thủ tướng của nước Israel, ông Netanyahu. Netanyahu, Benjamin Netanyahu, nó có cái chuyện đó, nó thường xuyên nó có cái đó lắm. Tại vì cái quan niệm của những cái người Do Thái ở tại Mỹ rất là bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ, chưa chắc nó đã sát với lại cái của Do Thái. Mà cái chuyện của Israel, chuyện chúng ta phải nhìn lên là cả thế giới chấn động trong cái vụ khủng hoảng vừa rồi ở Trung Đông. Có một quốc gia đã từng đụng trận với lại thế giới Á Rập Hồi giáo nằm ở ngay giữa Trung Đông. Chúng ta có nghe nói đến họ không? Chúng ta thấy rằng khủng bố ở Berlin trong cái tuần vừa rồi nhé. Cái hôm 19 nhé, chúng ta thấy khủng bố ở Turkey nhé. Khủng bố ở nơi này nơi kia, cả ông đại sứ của Liên bang Nga ở Turkey đó là bị ám sát chết chẳng hạn. Mà chúng ta có nghe thấy nói gì về nước Israel của dân tộc Do Thái nằm ngay giữa vùng đó không? Trong khi đó là 500 triệu người Á Rập Hồi giáo đó đó. Người nào cũng đấm ngực là đòi giết họ hết. Thì cái đó, đó đó mấy cái mà chúng ta phải nhìn đấy là sức mạnh của họ. Nó không phải là cái lobby giống như nhiều người nông cạn vẫn cứ nói. Sức mạnh của họ ở tại chỗ. Khi mà tôi hỏi ông bảo là vẫn chưa biết là chủ nghĩa quốc gia hay là cái gì để khiến cho dân tộc Do Thái có thể hùng mạnh trong một cái bể chung quanh người Ả Rập như vậy. Thế ông lúc nãy ông có nói rằng ông Tổng thống Barack Obama là một trong những người lãnh đạo của nước Mỹ mà khi ra tranh cử và ngay trong giai đoạn làm Tổng thống cũng đã có thái độ cứng rắn với dân tộc Do Thái hoặc là quốc gia Israel. Tức là đối đầu với ông Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhưng mà có một cái hiện tượng tôi nhờ ông giải ảo thế này này. Lý do nào mà các người dân tranh cử tại nước Mỹ ở cấp cao nhất, tức là cấp Tổng thống và nghị sĩ dân biểu, thường thường là không dám nói gay gắt với lại là người Do Thái. Và đồng thời nếu mà có lỡ nói gay gắt thì sau đó cũng tìm cách đổi giọng, tức là dịu giọng đi. Thí dụ như Donald Trump kỳ vừa rồi, Clinton kỳ vừa rồi, trước kia là ông Mitt Romney chẳng hạn, vân vân. Tại sao?
Chúng ta để ý là nó có cái hiệp hội gọi là cái người Mỹ gốc Do Thái đó, cái hiệp hội rất có ảnh hưởng với tất cả mọi chính trị gia của Mỹ mà được mời đến đó để nói chuyện là đều rất là trịnh trọng nói chuyện đó, là tại vì họ có tiền, họ có ảnh hưởng trong cái giới truyền thông, mà truyền thông Mỹ đó là giới điện ảnh nghệ sĩ rồi kia đó, đó là những cái người ngu ngơ tưởng rằng là mà tôi xanh xanh đỏ đỏ thành ra tôi bỏ phiếu cái gì đó thì người ta cũng nghe theo đó, cái đám đó nó ngu và nó nhiều lắm. Nhưng mà họ phải để ý chuyện đó. Thì nhân cái đó tôi mới phải kể lại hai cái chuyện khác nhau. Quốc gia Israel nằm giữa một cái biển người Do Thái. Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan nằm ở bên cạnh là một cái... Nên khổng lồ. Một cái khổng lồ là Trung Cộng. Thế thì đây là một người Mỹ ngày xưa đó. Mà ông đó là ông ở trong cái thế giới gọi là lobby vận động đó. Một người Mỹ cao cấp. Ngày xưa tôi làm việc cùng với ông kể tôi nghe chuyện này. Ông bảo rằng là người Do Thái đó đó, họ rất là dữ dội, kiêu căng. Họ có ảnh hưởng khi mà trong một cái cuộc bầu cử nào đó, quốc hội Mỹ chẳng hạn, có những cái người mà gọi là bỏ phiếu chống ngược lại với quan điểm của họ đó, họ đến tận nơi họ chỉ mặt: quý vị nhớ nha, chúng tôi không quên đâu, kỳ sau tranh cử của quý vị đó là chúng tôi nhớ cái việc quý vị bỏ phiếu ngược lại với quan điểm của chúng tôi. Cùng một lúc đó, đó là bên phía Đài Loan, như ở thượng viện của họ đó là của Mỹ chẳng hạn, để bỏ phiếu chuyện gì có những cái đồng ý, không đồng ý Đài Loan đó, đó. Thì 95 người trong 100 người nghị sĩ đó, đó là bỏ phiếu ủng hộ quan điểm của Đài Loan, có 5 người không ủng hộ, Đài Loan đi gặp 5 người đó: lỗi tại chúng tôi. Chúng tôi không trình bày được cái quan điểm chủ trương của chúng tôi về quyền lợi chúng tôi nó gắn bó với nước Mỹ như nào, khiến cho quý vị bỏ phiếu ngược lại, thì chúng tôi cố gắng từ nay về sau thuyết phục. Chính trị, hai kiểu khác nhau. Chính trị Á Đông đấy. Thành ra Á Đông. Chút nữa có thể khi sau chúng ta sẽ nói chuyện lại nước Mỹ đó, đã không hiểu gì về dân tộc Á Đông hết, và không hiểu cái thâm thúy của họ. Và ngược lại đó thì cái đám Do Thái đó đã có thể có hung hăng thật. Và có hung hăng thật. Thế nhưng mà cái chuyện đó nó không phải là cái điều chúng ta cần rẻ hôm nay. Cái điều cần rẻ hôm nay đó, đó là anh hung hăng như thế nào mà anh nằm ở giữa trong một cái vùng nó nghèo, nó giống như một cái lưỡi dao rất mỏng, anh cắm ở giữa một cái khu vực chung quanh là Á Dập Hồi giáo, và vòng chung quanh hơn nữa đó, đó là nó lại có, không phải chỉ có Á Dập Hồi giáo, nó có Ba Tư Hồi giáo là Syria, rằng rồi nó còn có những cái đám khác, và giờ nó đang làm khủng bố, nó làm loạn cả Âu Châu lên, thì tại sao không ai nghe thấy nói đến Israel? Chúng ta phải thấy điều ngạc nhiên thế này, hiện nay Liên Hợp Quốc phải kêu rời lên, bảo rằng nếu mà thế giới không có phản ứng kịp thời đó, thì Aleppo sẽ biến mất khỏi cái bản đồ của nhân loại, tức là cái tâm điểm Syria. Chúng ta thấy Mỹ can dự, đồng minh của Mỹ can dự, Liên bang Nga can dự, phe thân đồng Al-Assad, phe chống Al-Assad, vân vân. Chính cái Iran, phong... vâng. Cái đó lỗi tại chính quyền Barack Obama. Chính Iran đó là binh vực cái chế độ Syria và trong cái vụ Nga cũng thế, đó. Cũng binh vực. Thì cũng vậy nữa. Nhưng mà thưa ông, là cái phong trào mà khủng bố Hồi giáo cực đoan bây giờ đang là một mối lo chung, đánh từ nước Mỹ, đánh qua nước Đức, đánh qua nước Pháp, vân vân. Nhưng mà tại sao Israel nằm lọt ở trong khu vực đó mà lại là ráp giới với Syria? Hai nước từng lâm chiến 3 trận mà dưới lãnh đạo của Israel im thin thít trong tất cả các biến động đó. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là thế giới Tây Phương hèn nhát gây ra cái khủng hoảng cho dân tộc Do Thái khi xây dựng lại nước Israel ở ngang cái vùng đất Palestine của người Ả Rập. Cả thế giới ngày hôm nay đó là nhìn thấy vấn đề đó là bây giờ phải bảo vệ người Ả Rập trên đất Palestine chống lại cái sự đàn áp của người Do Thái. Theo tôi gọi cái đó là sự hèn nhát của Tây Phương, kể cả của Liên Hiệp Quốc và lẫn nước Ả Rập ở bên trong. Thực tế là ngần ý nước Ả Rập không nước nào thương cái dân Ả Rập ở Palestine hết. Mà nước nào cũng vậy, kể cả John Kerry thì cứ nói chuyện chia đôi các thứ. Cái chuyện thứ hai nữa đó là các nước Ả Rập Hồi giáo khác đó là đều bị thảm họa của người tị nạn Palestine lấn vào trong cái đất nước mình. Tại vì trong đám đó đó là nó xây ra là nào là khủng bố này thế kia. Từ thời đó Liên bang Xô Viết xây dựng ra Israel là quốc gia cộng tác với Jordani, tức là xứ Jordan, cộng tác với Ai Cập, đặng để ngăn ngừa cái ung thư Palestine xâm nhập vào trong cái quốc gia của họ. Đổi lại đó thì tức là quý vị, chúng ta không có đánh nhau như trong quá khứ nữa. Ông Thái có nhắc đến 3 lần chiến trận ở tại Syria chẳng hạn. Và trong cái vụ vừa rồi cũng vậy, Israel đó là
tránh, không có dây vào trong chuyện đó. Dù biết rằng là kẻ thù mà đang muốn tiêu diệt mình là Iran với lại Syria bắt tay lẫn nhau ở trên đầu của mình. Khi cần đụng trận, Israel có biểu diễn năm 2007. Biểu diễn rằng là lúc mà Syria mua một số những cái phương tiện để có thể là làm dựng gọi là võ khí hạch tâm, đó là mua của Bắc Hàn, Israel tấn công liền. Tấn công xong khoanh tay lại ngồi nín tinh làm như không có gì cả. Mà nước Mỹ lúc đó cứ lờ lờ làm như không biết. Chuyện thứ ba quan trọng hơn nữa đó, và chúng ta sẽ phải nói lại vụ này đó, cái sự ngu xuẩn của thế giới Tây Phương. Tôi dùng chữ ngu xuẩn nhé. Khi nói đến cái mùa xuân hồi Á Dập năm cuối năm 2010 mà không nhìn thấy rằng là từ chỗ đó đó phong trào khủng bố Hồi giáo cực đoan đã khai thác và còn mở rộng hơn, nó mới dẫn đi đến ngày hôm nay. Thưa quý vị, thế giới Tây Phương ngu xuẩn ra sao theo nhận định của ông Nguyễn Xuân Nghĩa và giả của Nguyễn Xuân Nghĩa, cũng như là mùa xuân Ả Rập như thế nào? Thưa ông, trở lại chương trình sau ít phút. Tất cả báo chí Tây Phương và dĩ nhiên báo chí Việt ngữ khắp nơi cũng dịch lại bằng tiếng Anh và tiếng Pháp đó, thì chúng ta dịch từ Arab Spring là mùa xuân Ả Rập. Nhưng mà cái chữ Spring hiểu tôi nghĩa là cái lò xo nó nhảy, nó bung ra đó. Thì nếu mà xài nó làm cuộc nổi dậy thôi thì có lẽ là nó đỡ. Không, cái đó không phải. Cái đó nhớ hồi đó là còn nói đến Hoa Nhài nữa. Cách mạng Hoa Nhài hồi đó. Từ Tunisia. Tại vì từ Tunisia, tức là từ cuối năm 2010, tôi vẫn còn nhớ thời đó tôi có viết. Tôi có nói rằng là không, đừng lầm tưởng cái đó. Báo chí Tây Phương đó đó, những thằng nhà báo rốt nát đi vào các cái nước đó đó, là thành phố Sài Gòn gặp cái đứa nào một cái cô gọi là xin lỗi bắn ba nói tiếng Anh các thứ, nói là đây là quan điểm của quần chúng. Gặp những cái người Á Dập trẻ biết nói tiếng Anh đó thì nói là quan điểm quần chúng. Họ không hiểu được rằng là tất cả các cái chế độ đi theo thế quyền, tức là chính quyền không có ảnh hưởng của tôn giáo đó đó, đều trong quá khứ đã từng thân Liên bang Xô Viết dưới thời Nasser. Ai Cập là một, tức là Egypt nhé, Syria nhé, Iraq của Saddam Hussein, tất cả cái chuyện đó đó như vậy. Xong rồi đó là thế giới Tây Phương này nói rằng là các cái nước đó là cái nước gọi là đến khi Liên bang Xô Viết tan rỡ đó đây thì nói là các cái nước đó nó không có dân chủ. Chính quyền Barack Obama còn gây áp lực với lại Hosni Mubarak là thời lúc đó, và tôi có nói rằng là không, cái chuyện đó nó không phải đâu. Tướng lãnh của Ai Cập phải đảo chính Hosni Mubarak đang suy yếu lúc đó rồi, đặng để bảo vệ lấy chế độ đó. Và đến khi mà họ bị thua đó, đó họ bị gọi là cả thế giới chửi đó, thì họ để ra cái đám huynh đệ Hồi giáo Muslim Brotherhood lên. Cái đám đó mới đưa ra bành trướng ra cái những cái tư tưởng khủng bố, mới dẫn đến là tại vì đối với lại những cái phần tử Hồi giáo cực đoan thì họ cho rằng là các cái chế độ thế quyền đó là cái chế độ phản đạo. Ngay cả là thế quyền của người Ả Rập. Của người Ả Rập là phản đạo, của người Ả Rập Hồi giáo là phản đạo, họ phải tiêu diệt. Và Tây Phương giúp họ tiêu diệt bằng cách gọi là nhân danh cái chuyện dân chủ các thứ gì. Thí dụ như là giết xong Muammar Gaddafi ở tại Libya thì bây giờ là chết dở. Cũng giống như là lật đổ, đó là cái lỗi của chính quyền Bush. Thí dụ như mình là giết xong Saddam Hussein vì cái chuyện kia đó, cuối cùng bây giờ là mẹ nó lung bung lên hết. Rồi chính quyền Barack Obama cũng nói đến cái lằn danh đỏ phải diệt Bashar al-Assad, diệt cũng không xong. Mà cuối cùng là bao nhiêu những cái quốc gia Hồi giáo, Á Dập Hồi giáo đó đó mà bị bể đó đó. Cái chính quyền gọi là độc tài của họ bị bể đó. Những cái nhóm sắc tộc, nhóm này, nhóm kia đó là xung đột lẫn nhau. Trường hợp nó xảy ra ở tại Aleppo. Nhưng mà thưa ông, nói như vậy thì liệu mà mình có phải giải ảo một cái câu rất quan trọng được không? Các chế độ độc tài như là của Saddam Hussein, của Gaddafi ở bên Libya, của Hosni Mubarak ở bên Ai Cập chẳng hạn, thì nó tồn tại thì nó tốt hơn bây giờ không, hay là bây giờ nó tốt hơn cho các dân tộc các xứ đó? Tôi nói câu này thì nhiều người sẽ giận, nhưng mà tôi phải rằng là nó thà là nó như vậy còn hơn bây giờ đó, đó là nó không còn có một cái chính quyền nào khác hết. Là tại vì nếu mà nó được thay thế hẳn hoi đó thì nó sẽ làm cái chính quyền nó cai trị bằng giáo luật của đạo Hồi Sharia. Nhìn thấy rằng những cái nơi mà Al-Qaeda hay là nhà nước Hồi giáo mà nó đã thống trị được đó đó, thì đấy là cái sự bình an, cái sự ổn định của một cái bãi tha ma. Và nó báo chí vào đến nơi, Tây Phương vào đến nơi nó chặt đầu, chứ còn báo chí Tây Phương vẫn còn vào được các cái nước độc tài đó thì đang còn chỉ trỏ lung tung. Hay tôi không bênh vực các cái chế độ độc tài đó, tôi chỉ phân tích một cách rất là lạnh lùng để giải ảo đó đó.
là chúng ta cẩn thận. Là tại vì chúng ta cứ tưởng rằng là chúng ta dọn cỗ cho kẻ thù nó ăn. Rồi thì giống như người quốc gia nói nó cướp công kháng chiến như vậy, là tại vì chúng ta gây ra những cái bất ổn, chúng ta lật đổ những cái chế độ. Nó không có hoặc là như thế, nhưng mà ít ra rằng là mình nó còn ít ra mình nó còn đóng đai được cái bụng đó. Bây giờ chúng ta đánh bung cái đai đó ra xong thì chúng ta bây giờ trở lại đó. Người Do Thái ở tại chỗ họ thấy, họ nói rằng là quý vị đừng nói chuyện Palestine nhé, chúng tôi phải cố gắng tôi bảo vệ chỗ đó nhé. Nhiều quý vị đừng có bắt tôi phải đi xuất hiện chỗ này đánh chỗ kia các thứ, không thì tụi tôi có bao nhiêu người đâu. Quý vị không giải quyết được cái chuyện đó, nhưng mà tôi không có là dây về chuyện đó. Nhưng mà ít ra rằng là họ cộng tác với từng ngần ý chế độ, từ Egypt đến Jordan, đến cả Saudi Arabia nữa chẳng hạn, trong hiện tại. Để họ rằng là làm thế nào mà để những cái nước Á Rập Hồi giáo đó đừng có bị khủng hoảng. Tại vì nếu bị khủng hoảng thì cái đám Hồi giáo có khích nó lên. Thưa ông, biến cố tại Ai Cập, tại Tunisia, rồi sau đó tại Libya v.v. là 2010 phải không ạ? Tức là 6 năm. Lôi lại cái thời điểm 6 năm đó, khi mà nó nhen nhúm những biến cố đó, thì có ai thấy rằng cái bản chất thật của nó là vấn đề phong trào Hồi giáo cực đoan, hay là phải đợi vài ba năm sau tất cả những biến chuyển này rồi người ta mới thấy? Tôi nghĩ có nhiều người thấy. Tôi không phải là một nhà gọi là chiến lược gia, mẹ tôi chỉ là một cái thứ bình luận gia hạng bét ở Buôn Xá. Hồi đó tôi đã viết nhiều bài về cái đó rồi, tôi có nói chuyện đó. Và tôi phê phán cái chính quyền Barack Obama, chính quyền Anh và Pháp đó, là về cái vụ tôi còn viết trước nữa. Tôi có thể 3 tháng nữa là đi vào đến Libya nó là còn chết nữa. Thì quả nhiên là sau đó là mình lấy nghị quyết này nghị quyết kia vào đó, mình lấy chi hết xong Gaddafi xong đó thì cuối cùng đó là mình dọn cỗ cho cái gọi là nhà nước Hồi giáo nó bùng lên. Thưa ông Nghĩa, chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Cái này tôi nói vào dịp cuối năm đấy, tôi mong rằng ông Trump sẽ là người hiểu được tiếng Việt, hoặc là có người dịch lại cho ông Trump nghe về những cái nhận định của ông Nghĩa. Bởi vì về trí tuệ và thứ hai là cách ăn nói, cái là ông Nghĩa với ông Trump sẽ hợp nhau trong một nội các mới. Đó là câu nói đùa cuối năm. Không, nhưng mà tôi có để nhân nhân ông Thái nói cái đó. Tôi bảo rằng là khi mà ông Trump ông bổ nhiệm một ông luật sư gốc Do Thái, người Mỹ, sẽ làm đại sứ Mỹ ở tại Israel, thì tôi bảo cái con vịt mà gọi là thực sự là con diều hâu mà giả dạng làm con vịt đó, là ông Trump này đó là ông hiểu nhiều chuyện. Và tôi bảo rằng là cái đó là cái mà mình đánh giá lại, đừng có coi thường cái ông Donald Trump. Dạ. Có lẽ và đối sách của Donald Trump với lại Israel hay là trong cả cái vùng đó, nó là chuyện chúng ta nên theo dõi. Quý vị vừa nghe ông Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Đinh Quang Anh Thái có những cái nhận định bình luận về nước Do Thái, Israel liên quan đến tình hình Trung Đông và nước Mỹ. Thì trong hơn 2 thập kỷ, những nhân vật chính ở Washington luôn xuôi theo một cái kịch bản mà người ta cho rằng đây là Mỹ là một nhà hòa giải trung lập giữa sự xung đột Israel và Palestine, mặc dù các chính quyền dân chủ lẫn Cộng hòa đều nghiêng về Do Thái, Israel. Nhưng với quyết định của Tổng thống Donald Trump thì ông không còn muốn cái điều này xảy ra nữa. Thay vào đó thì ông muốn vắt tối đa lợi ích của việc ngã theo phe của Israel. Và một cách rất là lặng lẽ, càng lúc càng được phơi bày cái sự thật này, tiến trình hòa bình Israel và Palestine dưới sự dẫn dắt của Mỹ với chính sách mới của Tổng thống Donald Trump đã chết. Không còn, người ta cảm thấy là không còn một cái khả năng có thể có một cái sự hòa bình giữa Israel và Palestine. Và tại sao nó đã chết? Nó đã chết vì còn một cái sự thật khác. Tuy không nói lên nhưng ai cũng nhìn thấy là hơn một thập kỷ qua chẳng còn mấy ai quan tâm cuộc xung đột giữa hai nước này ngoại trừ người Palestine. Mỹ, Saudi Arabia và Israel và đang hành xử với quan điểm cuộc xung đột không còn là mối quan tâm an ninh chính của họ hay bất cứ quốc gia trong khu vực nào. Đối với liên minh này thì mục tiêu chính đó là Iran và Palestine chỉ là một chất xúc tác hoặc là một đòn bẩy mà thôi. Thực tế trên đã khiến cho Mỹ và Saudi Arabia tin rằng bất cứ phản ứng nào của người dân Trung Đông sau quyết định Jerusalem sẽ chỉ giới hạn hoặc có thể kiểm soát được.
Những lời than phiền mang tính kiềm chế của chính quyền Riyadh cho thấy là Riyadh đã chấp nhận, dù là một cái sự chấp nhận miễn cưỡng, quyết định của Mỹ. Những vụ biểu tình đã nổ ra từ tối ngày 6 tháng 12, chủ yếu ở các quốc gia phản đối chính sách chống Iran của Saudi Arabia như là Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ở các nước cho phép tự do biểu tình và phát ngôn Tây Âu. Nếu mà phản ứng công luận yếu ớt, Tổng thống Donald Trump, ông có thể đánh dấu sự chiến thắng của ông. Và thậm chí ngược lại, thì ông có thể vẫn thắng theo cái kiểu khác. Biểu tình càng bạo lực bao nhiêu, thì Tổng thống Donald Trump có thể thuyết phục những cử tri ủng hộ ông. Những cử tri này tin rằng là Tổng thống Donald Trump đã bảo vệ họ khỏi cái Hồi giáo cực đoan. Saudi Arabia và nhà nước chuyên chế ở Trung Đông thì có thể nói với người dân của họ là đấy, nếu không phải chúng tôi lãnh đạo thì chỉ có một sự hỗn loạn. Và tất nhiên khi người ta sẽ nói với người Palestine rằng họ không xứng đáng có một nhà nước. Nhưng sau tất cả những tính toán này, nỗi thất vọng cùng cực của người Palestine, chủ nghĩa hoài nghi Ả Rập và cơn giận của các nước châu Âu có thể mang đến những hệ quả tiêu cực, khó lòng mà đo đếm đối với Mỹ được. Trong tuần này thì Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã lên tiếng chỉ trích quyết định Jerusalem của Mỹ và nhắc đến giới hạn của sự đoàn kết trong quan hệ của hai nước Mỹ và Đức. Hệ quả có thể là một hệ quả muôn vàng. Berlin sẽ bớt tham gia các nhiệm vụ quân sự của nước Mỹ, giảm tài trợ cho các đồng minh Mỹ ở Trung Đông, không lên tiếng binh vực Israel ở Liên Hiệp Quốc. Đức sẽ không phải là nước cô độc. Khi đó, bất cứ hệ quả nào quyết định về vấn đề Jerusalem sẽ được truyền thông của Mỹ mổ xẻ một cách rất là tận tình. Bây giờ thì chúng ta cũng đã bắt đầu nghe và chúng ta sẽ thấy từ từ cái vấn đề Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ dần bộc phát thêm. Và ngay cả nước Mỹ sau quyết định của Tổng thống Donald Trump thì nước Mỹ cũng lo về cái phản ứng của thế giới. Họ đã tiếp cận một văn bản của Bộ Ngoại giao Mỹ cho tiết lộ biết là Bộ Ngoại giao đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để theo dõi những diễn biến toàn cầu sau tuyên bố về Jerusalem của Tổng thống Donald Trump. Và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết là việc thành lập nhóm đặc biệt đó là một việc rất là thông thường mỗi khi có quan ngại về sự an toàn và an ninh của nhân viên chính phủ hay là của công dân Mỹ. Và quyết định của Tổng thống Donald Trump khi mà ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel một lần nữa đã đặt ra cái câu hỏi, một câu hỏi mà người ta tưởng là dễ nhưng mà lại khó có câu trả lời, là 7 thập kỷ sau khi nhà nước Israel ra đời, người ta vẫn luôn tìm kiếm lời giải đáp đó là có phải nước Mỹ đã ưu ái Israel và ưu ái như thế nào? Tiếp theo liên quan đến vấn đề kinh tế của nước Mỹ, thì giới chủ nhân Mỹ đã tạo ra một số việc làm và con số này lên tới 228.000 công việc làm trong tháng 11 vừa mới qua đây và chỉ dấu cho thấy là thị trường lao động tiếp tục vững mạnh. 9 năm sau khi khởi sự phục hồi kinh tế, theo bản báo cáo của Bộ Lao động vừa mới công bố trong ngày thứ 6 hôm qua, mức thất nghiệp con số vẫn là 4,1%, thấp nhất từ 17 năm nay. Nền kinh tế của Mỹ hiện đang phát triển ở một cái mức tốt đẹp và trong nhiều trường hợp thì giới chủ nhân phải vất vả mới kiếm đủ nhân viên đáp ứng tiêu chuẩn của họ. Và trong những tháng vừa mới qua, mức phát triển kinh tế vượt quá con số trung bình cả năm là 3%, lần đầu tiên có được điều này từ năm 2014 cho tới nay. Và mức lạc quan của người tiêu thụ cũng lên tới mức cao nhất kể từ năm 2000. Tuy nhiên, thì việc các công ty thu nhận thêm người và con số thất nghiệp không đưa đến việc tăng lương cao như là các nhà kinh tế gia đang trông đợi, chỉ vào khoảng 2,5% trong tháng 11 so với một năm trước đó. Và lần sau cùng khi mức thất nghiệp ở con số này thì mức tăng trung bình của mức lương vào khoảng 4% cho một năm. Và hồi tháng qua thì mức phát triển việc làm được thấy trong mọi lĩnh vực và đặc biệt rất là mạnh mẽ trong ngành sản xuất, vốn có thêm 31.000 việc làm. Ngành xây cất cũng tạo thêm 24.000 công việc, trong khi kỹ nghệ bán lẻ thì tạo thêm số việc làm là 19.000 người. Và một điều mà chúng ta đang
phải sẽ thấy đó là cái việc là nước Mỹ sẽ sắp sửa nâng lãi suất vì thất nghiệp giảm và sản xuất tăng. Thành thử cái lãi suất sẽ phải được tăng lên, nâng lên. Và con số này chúng ta sẽ biết được trong những ngày đầu của năm mới. Và thưa quý vị, trở lại với tình hình của nước Mỹ và đặc biệt là vấn đề điều tra của ông Robert Mueller, thì cái tin mới nhất vừa mới được đưa ra là những bình luận từ đội ngũ của Tổng thống Donald Trump cũng như bản thân của Tổng thống Donald Trump đang được các nhà phân tích cho rằng càng làm rắc rối thêm tình hình vốn chưa từng lặng gió từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump. Những lời biện hộ cho Tổng thống Donald Trump trước các diễn biến mới của các điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành đang trở nên hỗn loạn như những ngày đầu mà ông Trump đã bước chân vào Tòa Bạch Ốc. Một loạt Twitter và bình luận từ Tòa Bạch Ốc và đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump đã phản tác dụng cũng như cho thấy là chính quyền dường như đang mất sự thăng bằng sau việc nhận tội của cựu cố vấn an ninh quốc gia ông Michael Flynn vừa mới đây trong ngày đầu của tháng 12. Điều này cũng làm dấy lên những câu hỏi rằng liệu sự chống đỡ chật vật mà Tòa Bạch Ốc đang thể hiện phải chăng cho thấy vị thế pháp lý của Tổng thống Donald Trump đang ngày một suy yếu. Dư chấn đã đến từ diễn biến chấn động vào hôm 1 tháng 12, âm ỉ liên tục vài ngày khi mà lẽ ra Tổng thống Donald Trump nên ăn mừng thắng lợi quan trọng nhất của mình kể từ ngày mà ông nhậm chức, đó là việc Thượng viện Mỹ đã thông qua vấn đề cải cách thuế lớn nhất trong 30 năm qua. Nhưng lời nhận tội của ông Michael Flynn có lẽ đã khoét sâu thêm tình thế nguy hiểm về vấn đề chính trị và pháp lý của Tổng thống Donald Trump. Việc so sánh tình trạng hiện nay với sự hỗn loạn, mơ hồ và sai lệch thông tin trong những tuần đầu, tháng đầu nhiệm kỳ của ông Trump trước khi chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc John Kelly tiến hành dẹp loạn hoàn toàn, đây là một cái điều có cơ sở. Những diễn biến chính vào hồi đầu năm, bao gồm quyết định bổ nhiệm ông Michael Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, cũng như quyết định sa thải giám đốc FBI James Comey, đã trở thành một cái bóng đeo đuổi Tổng thống Donald Trump đến tận cho ngày hôm nay, và có thể vạch trần vị Tổng thống trước công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Bộ máy bất bình thường cũng khiến những người ủng hộ cho ông Trump đang lo lắng trước việc là ông Robert Mueller và đội ngũ luật sư xuất sắc nhất được lựa chọn từ những hãng luật hàng đầu. Ông Robert Mueller là công tố viên huyền thoại với chuyên môn và kinh nghiệm vượt trội so với nhóm luật sư dưới quyền công tố viên đặc biệt Kenneth Starr, từng khiến cho Tổng thống Bill Clinton bị luận tội vào thập niên của năm 1990. Trong khi đó, năng lực của đội ngũ của ông Trump lại trở thành trọng điểm, thu hút một cái sự chú ý, và người ta cho rằng cái sự chú ý này cũng là một cái điều rất là quan trọng trong những việc mà ông Robert Mueller đang được điều tra. Vì những dòng tweet cho thấy là đã thiếu sự cố vấn xuất hiện trên Twitter vị Tổng thống, cũng như bài phỏng vấn gây chấn động của Axios với John Dowd. John Dowd là một luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump vừa mới được đăng trong ngày 4 tháng 12 vừa mới qua đây. Và một dòng tweet giờ đây đã trở nên nổi tiếng, được rất là nhiều người truyền đi trên tài khoản của Tổng thống Donald Trump, nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải ông tướng Flynn vì vị cố vấn này đã nói dối Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ Điều tra Liên bang của Mỹ, FBI. Những chỉ trích về ông Trump đã không bỏ qua cơ hội, lập tức đặt vấn đề rằng nếu vị Tổng thống đã biết ông Flynn nói dối và do đó mới yêu cầu ông James Comey bỏ qua cho vị cố vấn này, thì ông Trump có thể đã phạm tội, là đó là vấn đề cản trở công lý. Và cái lời tweet của ông Donald Trump là "I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his action during the transition was lawful. There was nothing to hide." Thành thử luật sư của Tòa Bạch Ốc Donald McGahn đã từng nói với lại ông Trump rằng ông không tin tưởng Flynn nói thật trong cuộc thẩm vấn với FBI hay với Phó Tổng thống Pence. Và một nguồn tin khác cũng tiết lộ là ông McGahn không nói cho Tổng thống biết việc ông Flynn đã phạm luật trong cuộc thẩm vấn với FBI hay việc ông Flynn khi đó đang bị điều tra hình sự.
luật sư Đào cuối cùng cũng đã viết một dòng tweet gây bão, nhưng có những ý kiến nghi ngờ rằng Tổng thống Trump mới là người đóng vai trò lớn hơn trong câu chuyện này so với những gì đã được tiết lộ. Và cho đến vừa mới qua đây, ngày 4 tháng 12, luật sư Đào đã nói với Axios trong một cuộc phỏng vấn rằng Tổng thống Donald Trump mặc nhiên không thể nào cản trở vấn đề công lý vì ông là người đứng đầu cơ quan hành pháp theo quy định của hiến pháp của nước Mỹ. Và một lập luận mơ hồ về vấn đề pháp lý đã biến thành một thảm họa chính trị khi các chương trình tin tức đồng loạt nhắc lại câu nói nổi tiếng của vị tổng thống đã bị phế truất trước đây là ông Richard Nixon, là khi tổng thống làm điều gì có nghĩa là điều đó không phạm pháp. Nhưng tình thế của Tổng thống Donald Trump có bị nguy hiểm hay không? Những người cùng thời với lại ông Dow cam đoan về sự nhạy bén pháp luật của ông, song hầu hết là cho rằng là ông Dow đã phạm một sai lầm. Bình luận của vị luật sư này đã làm dấy lên một câu hỏi có một cái sức công phá rất là lớn, hiện diện trên rất nhiều tờ báo. Phải chăng lý lẽ của luật sư Dow xuất phát từ việc kết luận rằng Tổng thống Donald Trump đã thực sự cản trở vấn đề công lý? Michael Hayden, cựu giám đốc của cơ quan tình báo trung ương CIA cũng như cơ quan an ninh quốc gia NSA đã cho rằng quyết định dùng đến các lập luận dựa trên lý thuyết của đội ngũ của ông Trump có lẽ phản ảnh tình thế nguy hiểm về vấn đề pháp lý của vị tổng thống. Ông Hayden hiện là một nhà phân tích an ninh quốc gia đã nêu ý kiến là khi bạn nắm giữ thực tế, bạn sẽ tranh luận chuyện thực tế. Khi bạn không nắm giữ thực tế thì bạn tranh luận chuyện luật lệ. Những gì chúng ta có thể thấy kể từ khi Michael Flynn nhận tội hôm 1 tháng 12 vừa mới đây là chính quyền đang cố gắng tranh luận chuyện luật lệ hơn là chuyện thực tế. Và đối với ông, điều đó thực sự cho thấy những gì đang diễn ra phía sau cánh gà. Đa số học giả về luật thì thừa nhận rằng luật pháp tại Mỹ vẫn đang để ngỏ vấn đề liệu Tổng thống đương nhiệm có thể bị truy tố hình sự hay không. Tuy nhiên, quan điểm rằng một tổng thống không thể bị cáo buộc tội cản trở công lý trong quá trình luận tội tại Quốc hội rõ ràng trái với những tiền lệ đã thấy trước đây. Những người bảo vệ cho ông Đào cũng chỉ ra rằng Tổng thống Trump không phải là thân chủ lý tưởng của vị luật sư vì ông Trump có thiên hướng khuấy động các cơn bão lửa chính trị theo cách có thể hủy hoại công sức của đội ngũ luật sư tận tụy nhất. Vào tối của đêm 4 tháng 12, thì một luật sư khác của Tòa Bạch Ốc, ông T. Cobb, tìm cách dọn dẹp mớ bồng bông không thể chối cãi trong nội bộ nhóm cố vấn pháp lý của Tổng thống Donald Trump và xoa dịu những ý kiến cho rằng trọng tâm chiến lược của nhóm sẽ là đặt vấn đề liệu ông Trump có cản trở vấn đề công lý hay không. Và thật thú vị, nếu xem đây là một vấn đề chuyên về môn luật, nhưng các luật sư của Tổng thống Donald Trump dự định đưa ra một cái biện hộ dựa trên thực tế, không phải những lập luận chỉ dựa trên luật. Đó là lời của ông Cobb đã nói với Washington Post, và điều đó hẳn sẽ giải quyết câu chuyện, nhưng tất cả chúng ta phải chờ xem. Và sau cái những sự kiện vừa mới xảy ra về vấn đề Michael Flynn nhận tội, thì người ta đã nói đến có phải chiến thuật của Tổng thống Donald Trump sẽ như thế nào hay không. Thì theo nhiều cách, Tổng thống Donald Trump đang đối phó với một cách thách thức pháp lý bằng chiến lược chính trị không kiềm chế, có thể thấy qua việc ông công kích uy tín của FBI và ông Mueller cũng như tuyên bố vô căn cứ rằng bà Clinton nói dối FBI nhiều hơn là ông Flynn. Cách tiếp cận này có lẽ giống như một hàng rào khả dĩ chống lại quá trình luận tội, đồng thời cũng là nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, điều đó khiến cho công việc của ông Dow đã trở nên khó khăn hơn, và cũng phần nào lý giải được những sai lầm của ông. Và cựu công tố viên điều tra bê bối Watergate là Richard Benvenis đã có một cái nhận định là ông nghĩ đó là những gì xảy ra khi mà chúng ta kết hợp công việc của một luật sư biện hộ và một chuyên viên về PR, tức là Public Relations. Một cách giải thích khác cho biết chiến thuật của Tổng thống Trump là những chiến thuật này được đưa ra để những giới truyền thông radio TV ủng hộ, vì Tổng thống lấy làm lý lẽ hạ bệ cuộc điều tra của ông Mueller. Tuy nhiên, chiến lược pháp lý tốt hơn là nên giữ im lặng. Với quan điểm đó thì ông Benvenis đã nói trên Blitzer rằng có một con cá lớn
treo trên tường trong phòng tiêu khiển của ông Trump. Ông Ben Venus đã nói, nếu ông ấy giữ im lặng, ông ấy đang không ở đó. Và chúng ta hãy chờ xem những gì xảy ra. Và đặc biệt là kết quả của cuộc bầu cử ở tiểu bang Alabama sắp tới trong ngày thứ ba, ngày 12 tháng 12. Thì hiện nay, theo những cái cuộc khảo sát cho biết, thì ông Roy Moore đang dẫn điểm cao hơn ông Doug Jones ở bên đảng Dân Chủ là 7 điểm. Nhưng những người ngay cả bên đảng Cộng Hòa, họ cũng đang có những cái suy nghĩ, những cái dự đoán là cho tới ngày thứ ba thì cái lá phiếu của họ sẽ như thế nào. Thì chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị tình hình của cuộc bầu cử tại tiểu bang Alabama. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.